Sao con lại chào bố là chú? Mẹ bảo con như thế. Tại sao em bảo con gọi anh như thế? Em làm vậy là có ý gì đấy? Bố á? Con tôi làm gì có bố? Từ ngày tôi sinh nó ra thì tôi đã là mẹ đơn thân rồi. Anh ơi, anh ơi, anh dậy pha cho em bình sữa cho con với. Con nó khóc, cứ đập xuống nó hào ầm lên. Cô đi mà pha, mai tôi đi họp với các sếp. Mẹ ơi, cái này con không biết. Ơ, anh ơi anh xem chỉ bài cho con rồi em với. Em còn đang nấu cơm đây này. Anh ra mẹ chỉ cho. Đi đá bóng bây giờ mấy anh em đang đợi ở kia kìa. Dậy con, dậy cẩn thận vào. Đừng có quát ầm nhà lên, đau hết cả đầu. Con không nuôi dậy, việc nhà không hộ. Suốt ngày anh chỉ biết đến bản thân anh thôi. Tôi và anh một ngày đều có 24 giờ như nhau. Anh đi làm, không lẽ tôi không phải đi làm? Còn mình, anh thử nghĩ xem, từ bé đến lớn, anh bó nó được miếng cháo nào chưa? Hay được cho nó bộ quần áo nào chưa? Hay dạy nó học được lần nào chưa? Anh đã từng một ngày nào làm tròn trách nhiệm của một người cha hay chưa? Con thì là cả hai người cùng sinh ra. Anh tưởng nó chui từ bụng tôi ra thì là anh xong trách nhiệm à? Cuộc đời người phụ nữ cơ cực nhất chính là những lúc này. Vừa sinh con xong, việc làm không có, bạn bè thì không, suốt ngày chỉ biết nhà cửa con cái. Tôi sống bao nhiêu năm qua có khác gì hóa phụ không? Vậy nên từ nay về sau, mẹ con tôi cũng không cần anh nữa.